Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivademe Suwakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppattipanno Bhagavato Savakasangho Sangha Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin những ngày hùng. Rọi viên cùng đà chánh minh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato. Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý anh chị ở Đạo Hữu. Cái đề tài để chúng tôi trình bày, chia sẻ ngày hôm nay là tiếp tục cái phần chúng tôi trình bày tuần rồi. Đó là phần quán thân trong cái bài kinh lập niệm Satipatthana Sutta. Thì bài kinh này đã được Ngài Tỳ Khưu Anālayo phân tích và viết xuống thành một bài bản luận án tiến sĩ hơn 15 năm trước. Và gần đây thì được anh sau đó được xuất bản thành sách. Và cuốn sách này được nhiều người khen ngợi và phổ biến và dịch ra nhiều thứ tiếng. Thì trong đó có bản tiếng dịch tiếng Việt của anh Nguyễn Văn Ngân ở Canada. Anh dịch ra và cho xuất bản ấn tống tại Việt Nam vào cuối năm ngoái 2017. Thì đó là và lấy cái tựa đề bản tiếng Việt là Satipatthana, con đường thẳng tới chứng ngộ. Do đó mà chúng tôi dùng cái tựa của cái cuốn sách tiếng Việt Việt đó mà để làm cho cái một cái chuỗi đề tài nói chuyện trong mấy tuần qua và có lẽ khoảng 1-2 tháng nữa để mà giới thiệu cuốn sách này đến với quý anh chị đạo hữu. Thành thử ra khi mà mình thấy cái bản thông báo có để là con đường thẳng tới chứng ngộ thì đó là cái tựa đề của cuốn sách. Cuốn sách phân tích cái bài kinh lập niệm hay là niệm xứ Satipatthana Sutta. Thì tuần rồi chúng tôi có trình bày một phần đầu của phần quán thân. Thành thử ra bây giờ để ôn lại thì mời các anh chị đi vào trong một những cái biểu đồ mà chúng tôi đã soạn trước đưa ra trong cái link. Bây giờ mời các anh chị vào trong cái hình đầu tiên. Nếu mà các anh chị nào vào được hoặc là nghe đường truyền nghe liên tục tốt thì xin cho cái bông hồng hoặc là cái số 1. Thì trong cái cuốn sách này, Ngài Tỳ Khưu Anālayo trình bày và đưa ra khoảng 15 chương khác nhau, từ chương thứ nhất cho tới chương thứ 15. Và chúng tôi đã trình bày giới thiệu chương 1 nói về cái khía cạnh tổng quát của cái con đường thẳng. Con đường thẳng ở đây tức là Đức Phật nói về con đường để chúng ta thiết lập niệm hay là chánh niệm. Phần thứ hai, chương thứ hai thì Ngài trình bày về cái phần định nghĩa của bài kinh mà chút xíu nữa chúng ta sẽ đưa ra cái bố cục. Phần thứ ba Ngài nói về thế nào là sati niệm. Chúng ta thường hay có những cái lầm lộn, ngay cả người Tây phương cũng vậy. Thành ra cái chương này giúp cho chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của sati
là niệm. Và niệm thì thường thường đi với định. Thành thử đó chương thứ tư ngài nói về thế nào là dùng cái áp luật cái áp dụng của định trong cái bài kinh niệm xứ thành lập niệm. Rồi phần thứ năm ngài nói về bộ điệp khúc. Điệp khúc đây là tức là trong cái bài kinh Đức Phật nói về ai cũng biết nữa về tứ niệm xứ là bốn bốn cái phương pháp để lập niệm thân thọ tâm pháp. Nhưng mà thật sự ra cũng không có đơn giản như vậy. Ở trong phần thân Đức Phật cũng phân tích thêm chi tiết thành những cái đề mục khác, là chín cái đề mục khác nhau về thân. Cộng thêm một cái đề mục về thọ là 10, cộng thêm một cái đề mục về tâm là 11. Và về xin lỗi, chín cái đề mục của ở trong 14 cái đề mục về thân. Cộng thêm một cái đề mục về thọ là 15. Cái đề thọ về một cái đề Pháp thì lại có 5 cái đề mục khác nhau, ra có tổng cộng là 21 cái đề mục chứ không phải chỉ có 4 là thân thọ tâm pháp thôi. Đó là dựa theo tinh thần của bài kinh. Và sau mỗi lần Đức Phật nói tới một cái đề mục hay một đối tượng một để chúng quán thì nó suy thế nào. Thì cái phần đó là cái phần điệp khúc. Thì chúng tôi đã trình bày 5 cái chương đó. Qua chương thứ 6 thì tương đối hơi dài, nó có 9 có 14 cái đề mục, thành thử là chúng tôi chỉ phần trình bày một cái phần đầu của về quán thân thôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng tóm tắt lại giới thiệu các anh chị để mà chúng ta đi hết cái phần về về quán thân. Và cũng xin lại đó, chúng tôi chỉ đưa tượng trong đó chúng tôi có đưa một cái link để mà tải cái bản PDF về máy của mình để mà đọc này ra. Rồi sau đó thì sẽ có một chương về quán thọ hay là quán các cảm giác, một cái chương về quán tâm. Riêng về cái phần chót là phần quán pháp quan trọng thì ngài Tỳ Khưu Analayo chia thành 5 cái chương khác vào, cho 5 cái đề mục về pháp. Thứ nhất là nó nói về chương thứ 9 nói về các triền cái chúng ta phải quán như thế nào. Chương thứ 10 nói về các uẩn chúng ta phải quán như thế nào. Chương thứ 11 nói về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ chúng ta phải quán như thế nào. Rồi chương thứ 12 nói về bảy chi phần đưa đến giác ngộ thất giác chi chúng ta phải quán như thế nào. Rồi chương 13 là nói về tứ niệm tứ diệu đế, tức là bốn bốn cái sự thật cao sang cao cả, bốn cái chân lý cao cả, khổ tập diệt đạo chúng ta phải quán như thế nào. Rồi cuối cùng thì ngài phân tích về những cái thành quả. Nếu một cái người mà đầy đủ phước duyên cũng như đầy đủ cái nỗ lực để mà tu tập như vậy thì Đức Phật có nói sẽ đạt được một trong hai quả, đó là quả Bất Lai hay là quả A-la-hán. Đó là nói về trong chương 14 và chương 15 là kết luận. Thì đó là 15 chương của cuốn sách mà chúng tôi dự định sẽ giới thiệu và trình bày trong những cái bài nói chuyện trong thời gian qua, cũng có lẽ khoảng trong 1-2 tháng sắp tới. Các anh chị có nghe được chứ ha? Dạ, bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình thứ hai là nói về cái tóm tắt của bài kinh, cái cấu trúc của bài kinh như thế nào. Dạ, xin lỗi, mỗi lần mà không hiểu cái hệ thống như thế nào, mỗi lần mà chúng tôi đưa cái link lên đó là bị rớt mic. Thì cái duyên sự của bài kinh là Đức Phật giảng ở cho người dân ở xứ Kuru. Xứ Kuru là một cái vùng ở ngoại thành của thành phố Delhi ngày hôm nay. Thành thử ra các anh chị nào mà có dịp đi hành hương đến thủ đô Delhi của Ấn Độ thì có hai điểm quan trọng mà cần phải ghi nhớ và đến thăm viếng. Thứ nhất là đến chiêm bái Xá Lợi Phật, Xá Lợi Xương Sọ. Hiện nay đang được trưng trí ở trong bảo tàng quốc gia, viện bảo tàng quốc gia ở Delhi.
Và điểm thứ hai cần phải đến là nơi Đức Phật giảng cái bài kinh này, bài kinh niệm xứ, bài kinh lập niệm và bài một đại kinh về 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 duyên nữa, đại kinh về duyên. Chúng tôi nếu có dịp thì sẽ trình bày sau. Có hai cái bài kinh quan trọng mà Đức Phật giảng cho người xứ Kuru tại cái địa điểm đó, thì chúng ta cũng cần đến đó để mà tưởng nhớ lại. Cách đây 2.600 năm về trước thì Đức Phật đã đi đến đây để mà giảng cái bài pháp này cho người dân xứ Kuru. Rồi Đức Phật tuyên bố rằng bốn cái pháp lập niệm này, Satipatthana, là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát. Một số các vị cao tăng học giả ngày xưa thì dịch là con đường duy nhất. Và cái chữ con đường duy nhất có lẽ cũng còn được nhiều người biết phổ thông. Nhưng mà gần đây khoảng 3-40 năm gần đây thì một số cao tăng và học giả khác thì có phân tích và cho rằng có lẽ nên dịch là con đường trực tiếp hay là con đường thẳng tiến thì đúng thôi. Là chúng tôi dựa theo cái tinh thần đó. Dịch là bốn pháp lập niệm là con đường trực tiếp hay là con đường thẳng tiến đưa đến giác ngộ giải thoát. Rồi trong cái phần định nghĩa Đức Phật cũng có nói thế nào là cái pháp lập niệm. Thì pháp lập niệm là dựa trên bốn cái nền tảng: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và định nghĩa về chánh niệm, chánh niệm thì gồm có bốn phần tử, là người ấy phải có nhiệt tâm, tức là tinh cần, phải tỉnh giác, phải có niệm và qua chế ngự tham ưu ở trên đời. Khi đầy đủ bốn yếu tố đó thì mới gọi là chánh niệm, thì mới gọi đầy đủ cái pháp lập niệm. Thì có bốn yếu tố, cái điều đó chúng tôi sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhé. Chánh niệm từng có niệm mà chưa chắc là tới việc, tức là phải có cái nhiệt tâm, phải hiểu rõ cái đối tượng tỉnh giác và phải chế ngự tham và ưu ở trên đời. Có đầy đủ bốn yếu tố như vậy thì mới gọi là chánh niệm. Đó là cái phần mà chúng tôi trình bày trong những cái dịp trước. Bây giờ mời các anh chị qua cái phần đầu tiên, chúng ta đi vào tương đối là về cái phần thực hành nhiều hơn. Thì chúng tôi sẽ không nói về những cái điều về niệm, về sati, về định, về cái căn cơ của hành giả nữa, mà chúng ta đi thẳng vào cái phần quán thân. Thì ra chúng ta bỏ những cái slide. Giờ thì cũng ngày thức mà các oai nghi, cái sinh hoạt, các bộ phận cơ thể về tứ đại và về tử thi sình thối qua chín giai đoạn. Ra ở trong cái phần quán thân có 14 cái đề mục. Thứ nhất là nói về hơi thở. Thứ hai nói về bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Thứ ba nói về Đức Phật giảng về các sinh hoạt, các động tác hàng ngày. Thứ tư là nói về các cái bộ phận của cơ thể, chúng ta phải quán như thế nào. Thứ năm là nói cái cơ thể này được cấu tạo thành như là tứ đại, bốn cái phần tử, đất, nước, lửa, gió như thế nào. Rồi tiếp theo nữa là nói về chính cái giai đoạn của một cái sình thối, của tử thi bị sình thối như thế nào, chúng ta phải quán từng giai đoạn một. Ra tiếng lo qua chín cái đề tài, chín cái đề mục ở trong cái phần quán tử thi sình thối đó. Và cộng lại tất cả là có 10 14 đề mục tất cả. Chứ không phải chỉ nói là quán thân là nó có suông như vậy, thì chúng ta thấy đi vào tương đối đi vào chi tiết hơn. Đó thì cái giờ cái chị nhìn qua bên cái bảng bên tay trái thì thấy rõ chúng ta nói như vậy ha. Chúng ta đi từ hơi thở là một, bốn oai nghi là hai, lên các sinh hoạt là ba, các bộ phận cơ thể là bốn, tứ đại là năm, và cộng thêm chín giai đoạn của tử thi sinh thôi nữa. Đó cộng lại tất cả là 14 cái đề mục tất cả, chứ không phải chỉ có một cái đề mục về thân. Rồi mời các chị qua cái hình tiếp. Cái hình tiếp này là bấm cái chữ next, cái image nó sẽ ra cái hình hình tiếp này.
Thì có những cái bản kinh khác, nhất là trong cái Hán Tạng, trong bộ kinh A Hàm cũng có nói về 14 cái giai đoạn này. Nhưng mà cái ngài Tỳ Khưu Ananda vô ngài nhận xét rất hay, tức là cái sắp xếp lại hơi khác một chút. Tức là trong cái bản Pali thì bắt đầu bằng hơi thở trước. Các anh chị có vào được cái slide này chưa? Ừ, cái hình này chưa? Quán hơi thở trước rồi mới lên quán bốn quan nghi, quán sinh hoạt. Nhưng mà trong đó cái bản A Hàm á, thì lại nói về quán bốn quan nghi trước, rồi quán các sinh hoạt, các cái động tác, rồi sau đó mới đến quán hơi thở. À, thì theo cái nhìn, theo cái lý luận của ngài Tu Anh Lai thì ngài cho là có lẽ cái phần sắp xếp như vậy hợp lý hơn. Tức là đi từ cái thô tới cái tế. Cái thô nhất là chúng ta để ý tới những cái động tác, cái tư thế của mình hàng ngày, đi đứng nằm ngồi. Rồi sau đó chúng ta để ý tới các những cái sinh hoạt, những cái động tác trong những sinh hoạt, như là thay đồ ăn uống như thế nào, đi đại tiện tiểu tiện như thế nào cho nó dễ, nó từ từ. Rồi chúng ta ngồi xuống là chúng ta bắt đầu quán hơi thở, rồi bắt đầu thấy rằng cái tâm mình nó định tĩnh từ 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 lại, từ đó mình mới đưa lên những cái phần khác khó khăn hơn là đạo quán, tức là quán các bộ phận cơ thể tứ đại, và chúng ta suy tưởng về chính cái giai đoạn của tử thi sinh thôi. Thì đó là mà một cách nhìn của ngài Tỳ Khưu Ananda vô. Điều đó không có nghĩa là hơi thở không quan trọng, hơi thở rất là quan trọng, cái đề mục hơi thở rất quan trọng, nhưng mà ngài nói rằng theo cái nhìn thực tế của một người hành thiền này, có lẽ mình đi cái tới từ cái dễ cho tới cái khó. Mình thử ra mình quán cái mình để ý đến bốn cái tác động, bốn cái tư thế căn bản trước thì nó dễ hơn. À, đó theo cái nhìn của ngài Tỳ Khưu Ananda vô. Rồi một phần nữa, và các chị cũng thấy là trong cái bản này ngài cũng có đưa ra là về bốn bốn quan nghi hay là các sinh hoạt, thì chúng ta có thể ghi nhận theo cái mình đi đứng này kia. Nhưng mà từ cái hơi thở trở đi thì thông thường thôi. À, thì chúng ta ở trong cái tư thế ngồi để mà chúng ta hành thiền. Mặc dù chúng ta vẫn có thể đi đứng hoặc là nằm xuống mà theo dõi hơi thở cũng được. À, chứ không phải là không có. Chẳng hạn như trong tuần rồi chúng tôi phải nhập viện nửa buổi, nửa ngày để mà soi nội soi, thì chúng tôi nằm ở đó mà vẫn quán theo cái hơi thở được. Mình nằm đó nhưng mà mình không có ngủ, mình vẫn tỉnh táo, mình nằm xuống, nằm trên giường bệnh vậy đó, nhưng mà mình vẫn theo dõi hơi thở được, chứ không phải là không. Nhưng mà tương đối để mà chúng ta tập, và đại đa số chúng ta thì bắt đầu từ khi mà chúng ta quán hơi thở trở lên thì chúng ta thường thường chúng ta ở trong cái tư thế ngồi. Rồi một phần nữa, ngài cũng phân tích là trong những cái đoạn văn mà Đức Phật nói về quán mỗi đề mục, thì bốn cái quay ghi đầu tiên là phải người hành giả biết, chỉ biết thôi, rồi qua đến các sinh hoạt là biết rõ, biết rõ. Rồi bây giờ qua tới quán hơi thở có bốn giai đoạn, chút nữa chúng ta sẽ nói tới. Thì chúng ta thấy hai cái phần đầu tiên là biết, rồi hai cái phần tiếp, hai cái bước tiếp là tập. À, rồi bây giờ lên ở trên nữa thì chúng ta thấy khi mà nói về các bộ phận của cơ thể thì Đức Phật dùng cái chữ xem xét. À, và bốn đại tứ đại thì là xem xét. Rồi khi mà chúng ta lên tới cái phần quán cái tử thi sinh tối thì lúc đó nó có thể là không có trước mặt mình nữa. À, mình so sánh cái mà mình cũng chưa có chết, nhưng mà mình so sánh, mình thấy được cái nghĩ tới khi mà mình chết sẽ như thế này, cái tử thi mình, nếu mà cái thân xác mình mà quăng vào trong nghĩa địa thì nó sẽ là như thế này. Thế ra mình thấy càng ngày nó càng đi vào trong cái tâm thức của mình, phân tích chi tiết hơn. Thì đó cũng là cái nhìn của ngài Tỳ Khưu Ananda khi mà ngài phân tích về 21 cái đề mục đi tuần tự như thế nào. Bây giờ mời các anh chị đi qua cái hình sang cái chúng ta qua nói về cái bây giờ chúng ta trở về đi theo cái bố cục của bài kinh bản Pali, tức là nói về quán thân thì chúng ta nói quán hơi thở trước, Đức Phật giảng cái quán hơi thở trước. Và thật sự ra trong cái bài kinh Satipatthana Sutta, Đức Phật chỉ giảng về bốn cái bước đầu tiên của quán hơi thở thôi.
Một cái bài kinh khác Đức Phật giảng chi tiết ha, tập trung vào quán hơi thở, thì Đức Phật giảng về có 16 cái bước tất cả, chứ không phải chỉ có 4 bước. 4 bước ở trong bài kinh Satipatthana chỉ là 4 bước đầu thôi, 4 bước đầu căn bản. Và 4 bước đầu nó chia làm hai phần. Hai bước đầu thì nói về chúng ta phải biết hơi thở vào như thế nào chúng ta biết, hơi thở ra như thế nào chúng ta biết. Rồi hai cái giai đoạn tiếp, hai cái bước tiếp là an tịnh thân hành và cảm giác toàn thân, thì chúng ta phải tập, chứ không phải chỉ biết là được. Phải tập, phải có cái sự nỗ lực thêm trong đó. Đầu tiên là chúng ta chỉ theo dõi, chúng ta biết hơi thở vào như thế nào, hơi thở ra như thế nào, hơi vào ngắn chúng ta biết ngắn, vào ra dài chúng ta biết dài. Bởi vì chúng ta không có kiểm soát, chúng ta chỉ nhận biết như này thôi, chứ chúng ta không kiểm soát, không có điều khiển hơi thở, để cho nó thở tự nhiên. Đấy, nó vào biết nó vào, nó ra biết nó ra, hơi thở nó dài hoặc nó ngắn thì mình chỉ biết nhận biết như này. Nhưng mà qua tới sau khi mình biết, mình theo dõi cái tập, mình tập trung chăm chú vào đó rồi, thì mình bắt đầu mình theo dõi toàn thân hơi thở, hơi thở toàn và dài, từ bắt đầu từ lúc nó bắt đầu nó vào trong thân thể cho tới nó ngừng lại, rồi bắt đầu đi ra từ 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 cho tới nó dứt, toàn thể cái tiến trình như vậy thì chúng ta phải tập thì mới được, chứ không phải tự nhiên chúng ta biết và coi ta thấy được cái cảm giác của mình khi mà hơi thở nó có tác động ở trên cái thân mình như thế nào, rồi từ từ là nó an tịnh thật sự, nó nhỏ lần, nó nhuyễn dần ngừng nhuyễn lại, từ là nó an tịnh lại. Rồi đó là 4 cái bước đầu tiên, và 4 bước này thật sự ra đó là 4 rất quan trọng căn bản cho tất cả mọi thiền sinh. Ngay cả bản thân chúng tôi thì đã thực tập nhiều năm rồi, thì thật sự phải nói rõ là chỉ nói thành thật mà nói thì chúng tôi chỉ thành thạo trong 4 bước này thôi. Trong 16 bước của quán hơi thở thì chúng tôi chỉ thành thuần thục, và lúc nào cũng chỉ thực tập 4 bước này thôi, chứ không có không chưa có đủ khả năng để mà đi vào chuyên sâu vào những cái bước tiếp. Và mình thấy 4 bước này cũng đủ rồi. Cũng đủ cho một cái người cư sĩ bận rộn đủ thứ chuyện, lo lắng đủ thứ chuyện. Mình cứ làm như vậy tới khi mà mình cái thân mình được an định theo hơi thở là may lắm rồi. Đôi khi mình không có an định được đó. Đôi khi mình theo dõi hơi thở ngắn dài rồi cứ quên, cứ lộn xộn trong đầu óc thôi. Đây là cái kinh nghiệm của bản thân, cũng như là chúng tôi trao đổi tiếp xúc với những anh chị hành giả khác cũng vậy thôi. Chúng ta phải thực tế, chúng ta biết cái lý thuyết thì như thế nào, nhưng mà khi chúng ta xắn tay áo thực hành chúng ta mới biết được nó khó khăn như thế nào, chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ. Có khi chúng ta có cảm tưởng mình đã đạt được những cái bước khác, nhưng mà chỉ đó là một cái kinh nghiệm thoáng qua thôi, chứ không có lặp đi lặp lại được. Muốn chắc ăn là phải ngày nào người nào mà nói làm được hết 16 bước này là phải thật sự là lúc nào cũng hành được, ngày nào cũng làm được, thì lúc đó mới gọi là thuần thục. Chứ còn khi có khi không thì cũng chưa phải là thuần thục. Chúng ta phải thực tế như vậy, và cũng đừng có nóng nảy, kiên nhẫn. Và chúng tôi thấy là từ đó mà chúng tôi thấy chỉ 4 bước đầu tiên làm sao cho nó thuần thục, ngày nào cũng đạt được 4 bước đó, đầy đủ 4 bước đó là đủ rồi. Tạm đủ chứ không nói là dám nói là đầy đủ, nhưng mà tạm đủ rồi. Đủ để chúng ta sinh hoạt, để chúng ta tiếp tục cái cuộc đời sống tu tập của mình. Bây giờ chúng tôi xin đọc đọc lại, chị đọc tới đâu thì chia sẻ tới đó, không biết còn nghe rõ không? Bây giờ Đức Phật nói thế nào là về quán hơi thở? Này các tỳ khưu, thế nào là sống quán thân như thân? Ở đây tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi xuống. Sau khi xếp tréo chân, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt, vị ấy thở vô với ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra với ghi nhận rõ ràng. Mình thấy ngay bước đầu Đức Phật đã nói, khi mà bắt đầu mà mình niệm hơi thở thì phải đến khu rừng, đến gốc cây hay một cái ngôi nhà trống rồi ngồi xuống. Mình thấy lý tưởng nhất là mình hành thiền ở trong một nơi vắng vẻ, trong rừng và dưới gốc cây. Đó là một cái điều lý tưởng nhất từ xưa đến nay. Nhiều khi nói như vậy thì dễ, nhiều người cũng nghĩ là thơ mộng, nhưng mà thử rồi mới biết
Có người tới rừng sợ lắm, nhất là những người nào đã làm quen với đời sống thành thị, với những cái lộn xộn lao sao người ta huyên náo chung quanh. Bây giờ đùng cái đi vào trong rừng vắng sợ lắm, không dám. Thì ra mình phải tập mình mới thấy, khi mà mình thấy rồi mình thấy nó thật sự có ích lợi. Nhưng mà nếu mà mình không có được cơ hội như vậy thì đến một cái ngôi nhà trống. Nhà trống đây là có thể chỉ cái phòng thôi, cái phòng mình đóng cửa lại, hoặc là không nào, nếu mà nhà mình có nhiều người quá thì mình lựa cái hôm nào mà không có lễ lạc gì hết, ngày thường mình đến chùa, thường thường một cái chùa ở ở ở ngoại thành tương đối ít có giao thông, chẳng hạn như chùa của Sư Trí Đức, mình đến đó vào ngày thường không có lễ lạc gì hết, ngày vắng vẻ mình xin phép sư rồi mình vào chánh điện mình ngồi, lúc đó là coi như một cái nhà trống, lại không có ai xung quanh mà cái không không gian rất là vắng lặng mát mẻ. Rồi, thường thường chúng tôi ở đây thì có một cái phòng riêng, ở nhà thì khi mà xây nhà thì chúng tôi lúc nào cũng dành một cái phòng riêng, đó là cái ưu tiên số 1 để làm phòng thiền, nó nơi thờ phượng. Chứ chúng tôi không có, thật sự là từ xưa đến nay chúng tôi ở dọn 3-4 căn nhà rồi, không có căn nhà nào chúng tôi có phòng khách đó, vì không tiếp khách. Nếu mà khách có tới nhà, thì mời vào phòng ăn, bàn ăn ngồi nói chuyện qua bàn ăn thôi, chứ chúng tôi không có phòng khách, mà cũng ít có khách khứa. Cái phòng khách mà người ta xây ra đó, thì chúng tôi để dành làm cái phòng thờ, phòng thiền luôn. Và mình mà trang trí thì cũng đơn giản thôi, đừng có trang trí màu sắc rườm rà nhiều quá, chỉ cần một cái bàn, một cái tượng Phật hay bức bức tranh Phật đủ rồi. Nếu mà có thì một hai tượng Phật cho nhỏ này thôi, đèn cũng không cần phải đèn màu này màu kia chớp chớp này kia, chói mắt. Hoặc là bông hoa, chỉ một vài cái cành hoa, một cái chậu hoa, một cái lọ hoa nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi, để khi mình ngồi xuống thì cái tâm mình nhìn Đức Phật, nhìn cái bình tượng để tạo một cái hứng khởi cho mình. Nhiều khi mà mình cái phòng mình trang hoàng nhiều quá, bông hoa đầy, cái mâm trái cây này kia, rồi đèn chớp này nọ, rồi mình nhìn nó chóa mắt, cái tâm mình không có an định. Thành ra khi chúng ta tới chỗ nào mà mình thấy, ngay cả mình tới thăm bạn bè, những cái phòng mình thấy, mình nhìn tới mình thấy mát mẻ, an tịnh, mình nhìn thấy rõ ràng hình Phật. Cái chữ đó khó, nhiều khi mình choáng, mình trưng này kia nó choáng mất cái hình Phật, choáng mất cái tượng Phật này, mình không thấy Đức Phật mà mình chỉ thấy bông hoa với mâm trái cây với lại nhang đèn thôi. Cái điều đó mình thấy đó là, xin nói là đây là ý nghĩ riêng của một cá nhân thôi, chứ chúng tôi không có dám phê bình hay là so sánh đánh giá gì hết, để chia sẻ riêng cái nhìn của một cá nhân. Chúng tôi thích thích cái gì đơn sơ mà nó tạo cho mình một cái hứng khởi, mình nhìn vào đó nó giúp cho mình cái tâm mình nó an dịu lại. Khi khi mình chẳng hạn như mình trang trí cái bàn Phật như thế nào mà khi mình nhìn mình thấy cái tâm mình nó an tịnh, có cái lòng thành kính và an tịnh thì cái đó là thành công. Hoặc là mình tới một cái chánh điện nào hoặc cái nhà nào mình thấy mình lễ lại, tự nhiên mình nhìn xuống, mình ngồi mình nhìn lên mình thấy nó nhẹ nhàng, mình thấy đó thì đó là cái điểm, cái tinh thần của để giúp cho mình cái tâm mình nó an định. Và ngồi xuống, mình ngồi xuống rồi sau khi xếp tréo chân, tréo chân trong cái bản tiếng tiếng Việt cũng như tiếng Anh mà chúng tôi nghĩ là bản tiếng Pali, thì trong bút chú giải nó là phải ngồi theo cái kiểu kiết già hoặc là bán già, đó là kiểu ngồi của ngày xưa khi người ta quen rồi. Bây giờ thì người ta lớn tuổi hoặc đa số người Tây phương ở đây họ họ quen ngồi ghế, hoặc là bây giờ là cái cơ thể của họ nó tương đối nó mập mạp, cái chân nó to, rất khó ngồi kiết già hay bán già. Thành thử ra mình chỉ thấy ngồi làm sao cho thoải mái là được, ngồi thoải mái là được. Rồi có nhiều người lớn tuổi hay là bản thân chúng tôi cũng vậy, có khi không có ngồi dưới đất được nữa, có khi cũng cần có cái tọa cụ, hoặc đôi khi cũng phải ngồi trên ghế cũng không sao hết, làm sao cho cái lưng mình nó thẳng. Lưng thẳng là cái điều quan trọng, không có dựa trên ghế rồi dễ buồn ngủ, giữ lưng thẳng. An trú niệm trước mặt, niệm trước mặt ở đây có nghĩa là mình dành toàn cái nỗ lực của mình để mà có cái sự tỉnh giác, gọi là trước mặt. Vị ấy thở vô với ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra với ghi nhận rõ ràng. Đầu tiên là mình ngồi xuống, xong ngồi cho nó vững vàng, xong rồi cái
Theo chú giải hoặc một số cái nhà thiền sư thì mình để ý tới cái chóp mũi của mình, gọi là trước mặt, tức là ngay có nhân trung, ngay chỗ cái lỗ mũi, ngay cái hơi thở đi vào đi ra. Nhưng mà cũng tùy mỗi người thôi. Ngay cả Ajahn Brahm ở đây ngài cũng không có bắt như vậy, ngài nói mình thấy chỗ nào rõ nhất là mình ghi nhận thôi. Bởi vì cái hơi thở đó, nó là không khí. Không khí thì không có hình dáng màu sắc gì hết trơn, làm sao mình biết? Chúng tôi thường hay nói là hay chia sẻ cái điều này với các bạn thiền sinh. Làm sao mình biết mình thở? Bởi vì hơi thở đó là không khí. Mình biết hơi thở là vì mình biết được cái tác động của hơi thở vào trong cái cơ thể của mình. Mình biết được cái tác động đó, thành ra mình mới biết là mình còn thở, thở vào hay là thở ra. Mình thật sự ra mình nói mình biết hơi thở nhưng mà không đúng. Mình biết được mình cái tác động của hơi thở vào cái thân thể của mình. Khi mà nó đi vào thì mình có cái cảm giác nó hơi nhột nhột như thế nào. Nó đi ra mình có cái cảm giác nó hơi nhẹ nhẹ như thế nào. Hoặc là mình hít vào thì mình thấy nó mát. Mình thở ra thì mình cảm thấy nó ấm hơn. Hoặc là mình hít vào mình thấy một cái âm thanh nó nhẹ nhẹ sột soạt ở trong cái ống mũi. Hoặc là mình thở ra mình thấy có cái âm thanh khác. Thì cái lúc đó mình biết mình thở vào hay là thở ra. Đúng không? Nó là cái tác động của hơi thở vào trong cái cơ thể của mình. Rồi có khi mình thấy rằng những người mà chẳng hạn như là bà xã tôi mấy bữa nay bị cảm, bị nghẹt mũi rồi làm sao? Thì đó, thì lúc đó thì mình ghi nhận hơi thở qua tới nơi cái lồng ngực của mình. Phồng xẹp chuyển động ở ngực. Nó là tác động của hơi thở. Hoặc là một số các vị thiền sư Miến Điện thì chỉ rằng chúng ta chú tâm vào cái bụng. Bụng phồng xẹp tại bụng. Thì đó là cũng là một cái tác động của hơi thở. Còn ngài Brahm thì ngài cũng giảng như vậy, ngài nói là mình thử tùy theo cái cơ thể cũng như cái thể chất của mỗi người. Mình thấy chỗ nào rõ nhất là mình bám trụ vào trong đó thì mình biết cái chỗ đó là mình đang thở vào thở ra. Đó, khi mình có cái cảm giác, có khi chúng tôi cũng có cảm giác nó rần rợn ở trong dọc theo cái sống lưng, mình biết mình thở vào cái cảm giác như thế nào mà thở ra cái cảm giác như thế nào, thì mình chú tâm vào trong đó thì mình biết được, ghi nhận được cái hơi thở. Thở vô dài vì ấy biết rõ thở vô dài, hay thở ra dài vì ấy biết rõ tôi thở ra dài. Ở đây biết, chúng ta biết rồi. Hay thở vô ngắn vì ấy biết rõ tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy biết rõ tôi thở ra ngắn. Đó là hai cái bước đầu tiên. Thở dài biết dài, thở ngắn biết ngắn, vào biết vào, ra biết ra, mình chỉ biết thôi. Rồi Đức Phật mới giảng tiếp hai cái bước nữa trong cái quán hơi thở. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Đây chúng ta thấy là chữ tập ở đây, chứ không phải tự nhiên mà mình biết nữa, nó là mình chú tâm vào đó. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Toàn thân là sao? Thì cũng có hai cái ý nghĩa, hai cái lối giải thích. Ở trong kinh thì chỉ nói toàn thân thôi. Thì ý nghĩa thứ nhất mà được nhiều người chấp nhận, tức là chữ thân đây là thân của hơi thở. Tức là mình biết được hết cả cái tiến trình thở vào. Chẳng hạn như bây giờ mình đặt cái tâm mình ngay cái lỗ mũi á, thì mình thấy nó bắt đầu mình thở vào, cái cảm giác nó rần rợn, nó hay mát mát như thế nào, cho tới cả hết cái hơi thở vào. Cái độ rồi xong rồi cái mình thở ra, cái mình thấy bắt đầu nó ấm ấm ngay chỗ đó. Thì gọi là toàn thân, tức là mình theo dõi toàn cái tiến trình của thở vào, toàn cái tiến trình của thở ra, gọi là toàn thân. Thì cũng có cái một cái lý giải khác của cái chú giải khác, đó là toàn thân tức là cái toàn cái thân thể mình. Khi mình thở vào mình thấy toàn cái thân mình nó phản ứng như thế nào thì mình ghi nhận toàn cái thân mình, gọi là toàn thân. Thì đó cũng là một cái lối giải thích, các anh chị có thể thử rồi biết. Chứ còn cả hai cũng đều có người áp dụng hết. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Khi mình theo dõi một lúc nào đó mà cái tâm mình nó không có chạy lan man rồi đó, mình cứ chú tâm vào trong cái hơi thở, từ từ mình thấy cái hơi thở nó nhẹ nhẹ lần lần, nó nhuần nhuyễn từng lần, cho tới một lúc nào đó mình có cảm tưởng nhưng mà không có thở nữa. Nó biến mất này. Không phải là mình ngừng thở nhưng mà mình nó rất là nhẹ và cái tâm mình cứ theo đó thôi. Thì lúc đó thì thường đa số, chứ không phải là tất cả, lúc đó
nhất là những người nào mà thở mà nó nhắm mắt. Ở đây có người thì hé mắt một chút, khép mắt lại, có người thì mở mắt ra toàn. Nhưng mà những người mà khép mắt lại hay hé mắt một chút thì sẽ thấy làm như có cái tướng nó hiện ra như một cái vùng sáng. Có nhiều người họ đi sâu, chuyên sâu vào trong cái chỗ này, chẳng hạn như trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói. Chúng ở đây chúng tôi xin không có nói nhiều trong chi tiết, nhưng mà chỉ thấy thấy nó có một cái điểm sáng, một cái vùng sáng hiện ra, gọi là cái quang tướng hay là định tướng. Là cái tướng, cái tướng là cái dấu hiệu thôi, dấu hiệu cho biết mình cái tâm mình nó định, chứ không có cái gì gọi là huyền bí cao xa hết. Bởi vì lúc đó cái thức của mình nó không có bám được cái hơi thở nó nhuần nhuyễn quá rồi, thì nó cần có cái tâm, nó cần có một cái gì nó bám vào, thì lúc đó nó là cái đối tượng, nó tự nhiên nó hiện ra một cái vùng sáng này. Nimitta, tiếng Pali gọi là Nimitta, tức là cái tướng, cái dấu hiệu như vậy. Chứ đừng có nhiều người có vẻ sùng lộ hay khen ngợi và cái hay là bị ám ảnh bởi cái đó. Thật sự đó nó là một cái hiện tượng tự nhiên, ai nó cũng xảy ra cho tất cho những người nào mà tâm thật là định sẽ xảy ra như vậy, mà cũng không có cái gì mà mình phải mừng rỡ hay là tự hào gì hết. Đừng có phản ứng, mình chỉ nhận biết, biết nó là như vậy, nó rất là tự nhiên, nó tới một cái giai đoạn đó như vậy thôi. Như người thợ quay thiện xảo hay học trò của người ấy, khi quay vòng dài biết rõ tôi quay vòng dài, hay khi quay vòng ngắn biết rõ tôi quay vòng ngắn, cũng vậy tỳ khưu thở vô dài biết rõ thở vô dài, thở ra dài biết phải thở ra dài, đại khái như vậy cho tới an tịnh toàn thân. Tức là ở đây Đức Phật lấy hình ảnh của một cái người thợ quay, tức là người thợ làm đồ gốm. Hồi xưa các anh chị nào đã thấy mấy người mà họ lấy một cái khối đất sét bỏ trên một cái bàn quay rồi bắt đầu quay vòng 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 để mà họ lấy cái tay họ sờ, họ nắn từ 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 thành ra một cái tô hay là một cái hũ, một cái chung gì đó. Anh chị nào đi xem người thợ làm đồ gốm thì xưa, thì ngày xưa đấy thì họ kiểm soát bằng chân, họ đạp tới đạp lui nó quay nhanh hay quay chậm. Thì đó là cũng là cái động tác mà mình Đức Phật đưa ra cái hình ảnh như vậy để mà mình thực hiện, mình theo dõi cái hơi thở của mình. Thầy hỏi cho thấy rõ như này. Đó là xong cái phần quán hơi thở, anh chị có theo dõi được chưa? Bây giờ qua tới cái phần quán oai nghi, sau đó Đức Phật nói về cái điệp khúc, thì chúng tôi cũng nhắc lại cái điệp khúc ở đây để cho chúng ta ôn lại thôi. Bằng cách ấy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong, hay sống quán thân như thân bên ngoài, hay sống quán thân như thân bên trong và bên ngoài. Tức là mình theo dõi cái hơi thở của mình, tức là bên trong. Rồi mình nghĩ tới người khác cũng có một cái hơi thở như vậy, cũng vào dài vào ra, và nếu cái người ấy cố gắng thì cũng an tịnh như vậy. Rồi bây giờ bên trong lẫn bên ngoài, tức là mình thấy là giữa giữa ta và người đều giống nhau hết, chứ không có cái gì khác biệt, không có cái sự khác biệt giữa cái tôi, cái ta đây và người khác, chúng ta đồng nhất với nhau, chỉ là một cái cơ thể đang theo dõi cái hơi thở thôi, không có gì khác biệt hết. Hay vị ấy sống quán tính sinh khởi trong thân, hay sống quán tính diệt tận trong thân, hay sống quán tính sinh và diệt thân trong thân. Tức là khi mình theo dõi như vậy tới một cái thời gian nào đó, mình không có suy luận, mình thấy rõ ràng. Nó đi vào xong cái nó dừng lại, tức là nó hết rồi. Hết cái phần đi vào rồi. Rồi bắt đầu nó bắt đầu sinh khởi ra cái phần thở ra, nó thở đi ra, nó hết. Tức là nó diệt. Hoặc là mình nhìn quê toàn cái hơi thở, cái tiến trình đó mình thấy thở vào thở ra là xong, là một, là nó sinh lên tới tới cái mình thấy thêm nó giống như cái tiến trình sinh trụ hoại gì vậy. Mình đi vào bắt đầu nó sinh ra, hơi thở vào một lúc nó hết hơi rồi nó đứng lại, tức là nó trụ lại, là bắt đầu cái nó thở ra, tức là cái tiến trình suy tàn từ 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 nó diệt, nó ra hết rồi là nó hết đi, tức là xong một hơi thở rồi đó. Mình thấy rõ ràng. Lúc đó là một cái thí dụ trực nghiệm, mình cái bản thân mình thấy rõ ràng sinh và diệt, chứ không phải là nói miệng nói suông. Mình thấy thấy rõ, mình chứng nghiệm ngay trong cái cơ thể mình một cái tiến trình sinh diệt là một hơi thở. Đó mình thấy. Quay hay có thân đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ, và chỉ trong cái phần khoảng hơi thở đó thôi đó,
thì mình thấy rõ, mình làm sao là mình thấy rõ chỉ có cái hơi thở chứ không có cái gì khác, không có suy tưởng đến cái gì khác. Cái điều đó khó chứ không phải dễ. À, chúng ta làm thờ một chừng khoảng 5-10 phút đồng hồ là cái tâm bắt đầu chạy tầm bậy, hoặc là bắt đầu suy tưởng này kia, lý luận này nọ, đạt tới cái này, đạt tới cái kia rồi nọ, mình có đặt thiền chưa hay không này nọ, đó đó là những cái suy luận thôi. À, để làm sao mà không có cái suy luận nào khác mà chỉ có cái hơi thở thôi. Đừng có cho rằng mình đã có tiến bộ hay không, hay trì trệ hôm nay mình này kia, mình có buồn giận vậy, cái đó là để qua một bên hết. Bây giờ là chỉ có cái hơi thở, mình phải rõ, thấy rõ ràng cái tiến trình hơi thở nó là như vậy. Và vị ấy sống độc lập, không bám chấp điều gì trên đời, như vậy thì cứu sống quán thân như thông. Và phải xảy ra lý tưởng nhất, đây là trường hợp lý tưởng thôi, bởi vì cái bản thân chúng tôi cũng cũng không không có đạt được. Ra chỉ nổi cái hơi thở thôi, nếu mà mình thấy rõ nó sinh diệt như thế đó mà mình cũng không kiểm soát gì nó được đó, thì cái tôi cái ta ở đâu? À, cái tôi cái ta ở đâu? Rồi mình còn dính mắc cái gì, còn buồn giận thương cái ghét cái gì đây, còn ham hố cái gì nữa đây, nó sinh nó diệt chỉ là cái hơi thở thôi. À, mà ai cũng như ai hết, không cần phải so sánh, không cần phải mặc cảm tự ti hay tự tôn gì hết, không ai hơn ai hết, mỗi người chỉ có cái hơi thở này thôi. Mà khi mà không còn hơi thở là chết thôi, không có mang theo được tiền tài danh vọng hay sắc đẹp hay cái gì hết, chức vụ này kia trong giáo hội hay trong xã hội, trong môi trường chính trị, trong cái môi trường kinh tế gì, ai cũng như ai, hết thở là chết rồi. Giống như nhau, không có cái gì mà mình phải bận tâm, chỉ có cái hơi thở đó thôi. Đó là xong cái phần quán hơi thở, có nghe rõ chưa? Bây giờ quát qua các vai ghi, tức là các tư thế. Lại nữa, này các tỳ khưu đi, biết rõ tôi đi, biết rõ, bây giờ biết rõ. Hay đứng, biết rõ tôi đứng. Hay ngồi, biết rõ tôi ngồi. Hay nằm, biết rõ tôi nằm. Thân thể ở oai nghi như thế nào, vì ấy biết rõ thân thể như thế ấy. À, đi, đứng, nằm, ngồi, mình biết. Thường thường khi mình tập trong những cái khóa thiền đó, thì mình đứng một hồi lâu đó, thì cũng khó. Ngồi thì dễ rồi, bây giờ mình ngồi mình biết cái tư thế mình ngồi. Thành ra thường thường là mình tập đi. À, tức là hay các thiền sư hay dạy mình đi kinh hành. Bước, bước, trái phải, bước, mình ghi nhận. À, mình biết, mình biết, mình bước đi. Nhiều khi mình đi mà cái đầu óc mình nghĩ chuyện khác, mình không biết mình đi. À, người ta cũng giúp cho mình. À, mình thấy rõ, mình nhận rõ rồi. Trái phải mình bước chừng khoảng 10 20 bước rồi mình dừng. Mình đứng lại chừng khoảng 1 2 giây đồng hồ rồi mình biết mình tôi đứng. Rồi mình xoay, mình biết tôi xoay, xoay ngược trở lại. Rồi bắt đầu đi ngược trở lại, rồi trái phải. Khi mình bước từng bước như vậy là mình ghi nhận cái động, cái thân thể của mình nó ịnh ở trên cái chân mình, nó ịnh ở trên cái mặt nền đất như thế nào, mình chỉ ghi nhận như thế thôi. Có thể mình lúc đó mình không có theo dõi hơi thở nữa, mình chỉ ghi nhận cái bàn chân của mình đạp dở bước, đạp dở bước, đạp từng từ. Lúc đầu thì mình làm từ từ để cho để ý, mà khi mình quen rồi đó thì mình cứ bước nhẹ nhàng thôi, chứ không phải phải bước chậm hay là bước nhanh gì hết. Bước nhẹ nhàng từng bước và mình thấy ghi nhận cái sự xúc chạm của bàn chân với mặt đất hay là mặt cỏ, hay lắm. À, các thiền sư ở bên Thái Lan cũng này hay dạy, mình chạy một lúc nào đó cái tâm mình nó an định rồi, mình thấy không có cái tôi cái ta ở đó, chỉ có một cái tâm nhận thức ghi nhận một cái chuyển động của hai cái bàn chân thôi, không có tôi có ta, không có gì hết trơn. Mình làm sao mình chỉ thấy được như vậy, và nó giúp cho mình, đó là thứ nhất là cái huyết huyết mạch lưu thông, chứ mình ngồi lâu quá thì thấy tê. À, cái thứ hai là không có buồn ngủ, mình ngồi nhiều quá mình buồn ngủ, nhất là trong cái mùa hè. À, mùa hè dễ buồn ngủ, hoặc là ban đêm nó mát, là khi mình làm cả ngày mình mệt thì cái mình ngồi cái mình dễ gục, và khi mình thấy nó buồn ngủ mà mình không có đối trị được thì mình đứng dậy mình đi. À, đi từng bước vậy, nó mát cái tự nhiên nó khỏe quá. Mình thực hành chừng khoảng 10 20 phút gì đó là mình quay trở lại mình ngồi tiếp. À, rất là hay. À, rồi từ đó về sau mà mình thấy là mình đi bộ dễ, nhà hàng sáng sớm ở Sài Gòn thì nó bận rộn, chắc thành phố những thành phố lớn cũng vậy, quyên náo cả ngày.
Nhưng mà mình thức dậy sớm khoảng 5 6 giờ sáng hay 4 5 giờ sáng rồi mình đạp xe đạp ra những cái công viên. Hồi xưa chúng tôi ở về Sài Gòn thì buổi sáng gần mấy cái công viên chúng ta hay ra đó để người ta tập thể dục thì mình đi. Thay vì mình tập thể dục thì mình đi kinh hành, đi tới đi lui, đi tới đi lui nó nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình may mắn cái nhà mà có cái mặt cái hàng hiên, cái mái hiên ở chung quanh hay là có một cái sân vườn ở sau nhà thì mình sửa soạn một cái khoảng đường khoảng đi chỉ khoảng 10 tới 20 bước này. Mình dọn cho sạch sẽ hoặc là mình lót gạch hoặc mình trải cỏ mình làm sạch sẽ mình thành ra một cái đường đi kinh hành cho mình đi tới đi lui như vậy. Thay vì mình cứ ngồi trước máy hoài cả ngày đâu có chịu nổi. Như nhà chúng tôi cũng vậy, chúng tôi mặc dù có phòng có máy vi tính nhưng mà đâu có ngồi cả ngày. Có khi chúng tôi chỉ ngồi khoảng 30 phút trước máy rồi tôi bỏ đứng dậy làm một vài động tác chúng tôi đi ra ngoài ngoài hiên ngoài mái hiên rồi tôi đi tới đi lui đi tới đi lui. Mình thấy nó rất là hay. Rồi sau đó thì Đức Phật cũng nói về cái điệp khúc quán thân mà chúng tôi vừa mới đọc đó. Phải quán tính sinh khởi bên trong bên ngoài, để quán cái sự sinh diệt. Rồi quán thấy rõ thật rõ ràng cuối cùng là làm sao mà không còn dính mắc nữa. Nên đó là cái điệp khúc. Bây giờ qua cái đề mục thứ hai, thứ ba là về các sinh hoạt, các động tác hàng ngày như thế nào. Lại nữa này các tỳ khưu khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm. Khi nhìn tới nhìn lui biết rõ việc mình đang làm. Biết rõ, ở đây là biết rõ. Khi co tay, khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mặc và mang y, mang bát biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm biết rõ việc mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy, nói, giữ, im lặng biết rõ việc mình đang làm. Rất quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ chỉ có cái là nói thôi. Mình nói hoặc là mình giữ im lặng mình biết rõ. Khó lắm. Nhiều người nói nguyên thiên mà không biết mình nói cái gì. Hoặc là mình giữ im lặng mình biết. Tất cả những gì mình làm mình biết. Mỗi vật là mình ăn, mình uống, mình nhai, mình nếm, mình có biết hay không? Cái điều này rất quan trọng. Chúng tôi còn nhớ, có chia sẻ nhiều lần. Cái lần đầu tiên mà chúng tôi đi hành thiền tập thiền tích cực 3 ngày. Xong rồi về bà xã nhà, bà xã hỏi, ông kỳ này ông đi hành thiền, ông có học được cái gì? Chúng tôi chỉ trả lời là học được ăn. Mình phải ăn, mình ăn là mình biết ăn. Thật sự mình không có biết ăn. Và trong đó là thiền sư có hướng dẫn. Khi mình ngồi trước phòng ăn, cái bàn ăn rồi thường thường mình xem tivi hoặc là mình đọc báo hoặc là bây giờ thì có cái phong trào là mình bấm bấm mình coi cái điện thoại thông minh cái smartphone vừa ăn mà vừa xem smartphone vừa ăn mà vừa lướt mạng hoặc là mình đọc tin nhắn rồi mình đâu có biết mình ăn cái gì nha. Rồi là cái điều cần là khi mình ăn là mình chỉ tập trung vào ăn thôi, đừng có làm mấy cái chuyện khác. Rồi khi mình múc hay là mình múc một cái muỗng cơm mà cái thức ăn đưa vào nhai ở trong miệng thì mình buông để tay xuống. Rồi mình tập trung vào trong cái cảm giác ngay trong cái miệng mình nhai 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 rồi mình nuốt. Khi mình nhai như vậy thì cái ngọt, bùi, đắng, cay cái vị nó như thế nào. Rồi cái tâm mình phản ứng như thế nào. Nó ngọt là mình thích cái có tâm tham mình muốn ăn nữa. Mình ăn cái nào mình cắn cái hột tiêu hay là hột ớt nó cay xé cái họng của mình, cái tự nhiên cái tâm sân mình nổi lên. Mình muốn xua đuổi nó. Mình thấy rõ ràng. Rồi mình nuốt, mình thấy nó chạy xuống cái cổ họng như thế nào. Rồi sau khi mình nuốt xong rồi đó thì hãy múc một cái muỗng cơm khác đưa vào. Thông thường chúng ta không có làm như vậy. Khi chúng ta múc cái muỗng cơm đưa vào miệng thì cái mắt mình lại nhìn vào trong thức ăn để mà sửa soạn cho cái muỗng kế tiếp. Chứ mình không có để ý cái gì ở trong miệng, mình đưa nó vào trong miệng rồi là mình nhai mình không biết mình nhai cái gì. Nhưng mà mình nhìn cái đĩa thức ăn để mình lựa cái đập cái óc cái tâm của mình để sửa soạn để mà cho cái mình múc cái muỗng muỗng thức ăn kế tiếp. Không biết anh Dũng với anh Lương Chí Thành có hiểu ở chỗ này không? Tức là mình không sống trong hiện tại mà mình sống với là cái bước sắp tới. Khi mình đưa vào cái gì trong miệng rồi là mình không có để ý trong miệng mình nữa. Mình đang nhai nhưng mà mình nhìn cái đĩa thức ăn để mà mình sửa soạn để mà mình ăn cái bước tiếp, ăn cái miếng kế tiếp. Đó là không phải là ăn.
Đó mình thấy khi mà mình đưa một cái gì vào trong miệng mình rồi thì mình đừng có nhìn những cái thức ăn khác, mà mình phải tập trung chú ý đang có cái gì, đang nhai cái gì ở trong miệng, những cái cảm giác như thế nào rồi mình nuốt. Thì đó không phải dễ đâu, mình nhưng mà làm được thấy thấy thú vị ghê lắm, làm từng muỗng cho muỗng như vậy thì nó cũng có một ít lợi cho cơ thể, là mình nhai cho kỹ như vậy thì nó dễ tiêu hóa. Cái thứ hai đó là bác sĩ cũng có nói, khi mình ăn như vậy đó là mình không có ăn nhiều, biết khi mà cơ thể nó vừa đủ no là mình ngừng thôi. Còn khi mà mình không để ý, chẳng hạn như mình ăn mà mình nói chuyện, hay là mình ăn mình xem báo, mình ăn mình coi tivi, coi mình chơi net, là mình cứ nuốt 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 rồi, thì khi mình ăn quá cái lượng cơ thể mình nó đòi hỏi, thành thử nó từ đó cũng là cái nguyên nhân mình sinh béo phì. Tức là mình ăn ăn quá cái nhu cầu của cơ thể. Khi mình ăn mà mình có cái sự để ý chú ý có niệm ở trong đó, thì mình biết khi nào cơ thể mình nó no rồi là mình dừng rồi, không có ăn tiếp, không có tiếc nuối, không có tham ăn tiếp được. Thì đó cũng là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là thích thú khi chúng tôi giữ cái khóa thiền đầu tiên. Đúng rồi đó Minh Dũng đó. Rồi giờ nhiều khi cũng khó, chẳng hạn như gia đình đông hay là đi ăn tiệc, không lẽ mình ăn làm thinh, không nói chuyện với người xung quanh, rồi người ta nói mình tham ăn, hay là nói mình không có lịch sự, đúng không Huynh Dũng? Nhưng mà những người mà ở nhà mình, chẳng hạn như bản thân chúng tôi hay là Huynh Dũng này, ở nhà không có ai ăn mình thì mình tập dễ lắm, mình gắn mình tập. Còn khi nào mình đi ăn tiệc thì là chuyện khác nữa, nhưng mà đa phần nếu mình ăn một mình ở nhà thì mình tập những cái chuyện đó. Bây giờ chúng tôi nói tiếp. Sau khi mình quán được các sinh hoạt trong cơ rồi, thì một cái Đức Phật nói về quán các bộ phận trong cơ thể. Lại nữa, này các tỳ khưu quán sát thân này, từ bàn chân trở lên, rồi từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh khác nhau. Bây giờ mới bắt đầu mình ngồi, mình quán cái thân mình. Mình nhìn cái thân thể nó là cái gì. Cái thân mà mình bỏ rất nhiều thì giờ mình quan tâm tới nó, mình trau chuốt, mình tắm rửa nó, rồi mình sức dầu thơm, rồi mình mua quần áo này kia, mình đắp lên nó. Thật sự nó là cái gì? Khi mà mình lột bỏ tất cả những cái đó thì cái thân này là cái gì rồi? Điều này quan trọng lắm. Như chúng tôi có chia sẻ lên Facebook từ tuần rồi, khi chúng tôi tới tới bệnh viện để bà nội soi, sau khi làm thủ tục xong rồi, cái bà y tá bản giao đưa cho một bộ áo áo nhà thương, một màu 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 xanh xanh đậm, ai cũng như ai. Bà nói lột hết với cái kia, ngay cả nếu mà có đeo đồng hồ, hay là có đàn bà thì có đeo dây chuyền, hay là vòng cổ, vòng tay, thì nó là phải thọt bỏ ra hết, không có đeo cái gì trong người hết á. Quần áo là cũng thọt cởi bỏ ra hết, đồ đắt tiền, đồ hàng hiệu gì cũng bỏ hết, rồi chỉ mặc vào cái bộ áo bệnh nhân đó thôi. Rồi mình nghĩ ai cũng như ai. Lúc đó mình vừa thay đồ, mình nhìn cái thân thể mình nghĩ vào đây rồi thì tất cả mọi người đều giống nhau hết, chỉ có cái thân trần truồng này thôi, đắp lên cái miếng vải của bệnh viện vậy thôi. Người đẹp, người mẫu, hay là ông lớn bà lớn, hay là một cái người tiểu nhân, người nhỏ lao động thì cũng như nhau thôi, bình đẳng như nhau, chỉ có thân thể này trần trụi thôi, chứ không có cái gì khác. Rồi từ đó là mình nhìn từ bàn chân, từ cái gót chân lên tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống tới gót bàn chân nó như thế nào. Cái này là cái điều này, cái quán thân thể rất hay, và nó cũng dễ cho mình thấy đồng cảm với những người khác, bởi vì cái thân mình là như thế nào thì thân người khác cũng vậy thôi. Dầu cho nó mập ốm, hay là còn bộ xương hay cái gì, nó chỉ là một cái túi da có xương thôi, nhưng mà mình không có bận tâm cái sắc đẹp hay cái hình dạng như nhau. Nó là một cái, chúng tôi hay nói là một cái bộ xương biết cử động, hay là một cái túi mỡ di chuyển vậy thôi. Rồi mới mới quán, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi,
ruột màng ruột thức ăn trong dạ dày, phân mật đàm mũ máu, mồ hôi mỡ nước mắt, mỡ da nước miếng liêm dịch, nước ở khớp xương và nước tiểu. Thì ở đây được chia ra 31 phần, nhưng mà cũng có những cái bài kinh khác Đức Phật có nói vậy, có thêm não nữa, thành ra 32 phần. Rồi cũng có ngài Inalayo cũng có phân tích, cũng có một vài bài kinh khác có thêm một vài cái phần khác nữa. Cái điều đó không quan trọng, có thể là do các nhà biên tập thiếu quên ghi vào, hay là Đức Phật chỉ nói như vậy thôi. Tức là theo cái hiểu về cơ thể học của y khoa thời Ấn Độ, của người Ấn Độ mà khoảng 2.500 năm trước, 600 năm trước, là mình thấy họ cũng rất là tiến bộ. Có thể cái nhìn của mình bây giờ nó hơi khác, nhưng mà trên lý thuyết là như vậy. Nó có ba mươi mấy phần, hoặc là có thể 40 phần cũng không sao hết. À, nhưng mà chỉ có bấy nhiêu đó thôi, chứ không có cái gì khác. Mà ai cũng như ai, già trẻ lớn bé nam nữ, người da trắng da vàng da đen gì cũng vậy thôi. Rồi mỹ nhân hay là anh hùng, hay là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch, hay là một cái người dân thường đi sửa xe, đi bán buôn ngoài đường, cũng như nhau hết. Ra cái điểm này rất là hay. Mà chúng ta thấy về, nếu mình quán được cái này rồi, mình thấy bên trong bên ngoài, bên trong lẫn bên ngoài, tức là quán cái thân của ta, cái thân của người khác, cái thân của ta và người khác, mình thấy cũng như nhau, không có cái gì gọi là khác biệt. Cái khác biệt chỉ là quy ước, là đặt cái tên pháp hữu, rồi đặt cái tên dũng, hay đặt tên thành, là cái quy ước thôi. Thật sự ra mình nhìn mình thấy nó như nhau hết, chứ không có gì khác. Và một cái điều hay nữa đó là khi mà làm lễ sa di, xuất gia sa di, thì thường thường vị truyền giới, vị thầy đó, đọc một cái câu Pali có 5 tiếng bằng tiếng Pali mà người tập sự tu đó, đó là sa di chú tiểu đó, phải đọc đọc tới đọc lui cho thuộc, tóc lông móng răng da, tóc lông móng răng da, đó là 5 chữ đầu tiên. Và 5 chữ đó để làm gì? 5 chữ đó là 5 cái phần ở ngoài cái cơ thể mà mình thấy một cái người nào đó. Bởi vì khi mình gặp cái người nào đó, một cái đối tượng, mình không thấy ra tim gan phèo phổi ruột của họ, mình chỉ thấy họ là tóc lông móng răng da, chỉ 5 phần đó thôi. Rồi tại sao mình phải dính mắt thấy họ hấp dẫn đẹp này kia, là do cái tưởng của mình. Nếu mình nhìn cho kỹ thì mình cũng như họ thôi. Một cái cô gái đẹp, hay là một cái chàng lực sĩ đẹp trai gì đó, thì chỉ có tóc lông móng răng da thôi, chứ không có cái gì khác. Đó là cái phần mà chúng ta thấy tất cả mọi người về cái ngoại hình của mỗi người, không có phân biệt sắc tộc hay là địa vị trong xã hội gì hết. Và ngài Ajahn Brahm còn đưa ra một cái điều nhận xét mà chúng tôi thấy rất hay, không biết còn nghe rõ không, tức là mình thấy tóc, mình không thấy được chân tóc, mà mình thấy cái ngọn tóc thôi. Mà cái ngọn tóc đó là cái tế bào chết, cái chân tóc nằm phía trong thì mới là tế bào sống, phải không? Cái răng và cái móng tay mình cũng vậy, nó là cái phần calcium nó lòi ra ngoài thôi, tức là những cái tế bào chết nó từ từ nó sẽ bóc đi, cái da của mình cũng vậy. Còn cái phần sống đã nằm bên trong, nằm bên dưới mình không thấy, chẳng hạn như cái chân răng hay là cái chân móng là nó nằm bên trong mình không thấy được. Thành thử bây giờ dầu cho cái móng tay được mài dũa, được sơn màu này màu kia, hay là có bây giờ có cái phong trào còn vẽ một cái hình bóng hoa gì trên từng cái móng tay nữa, mình thấy đó là những cái giả, đó là những cái chết. Tóc lông móng răng da, 5 cái phần đó của một cái con người, mình thấy ngoại hình nó thật sự đó là mình thấy cái chết chứ không phải là cái sống. Những cái tế bào chết nó đang từ từ nó tróc từ 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 ra ra ngài Ajahn Brahm nói cái câu đó chúng tôi thấy rất là thấm thía. Từ đó mình đi mình thấy, chúng tôi đi đến đâu, ngày xưa đi làm thường hay ngồi xe buýt, ngồi xe chuyên chở công cộng, rồi mình nhìn nhìn chung quanh, dầu cho họ có thế này thế kia, rồi có nhuộm tóc, rồi có ăn mặc như thế này thế kia, phấn son như thế này thế kia, rồi thêm trang sức này nữa, mà mình thấy những mấy cái đó là những cái ảo, những cái giả. Nhìn thật xuyên suốt thì mình thấy chỉ là tóc lông móng răng da thôi, không có cái gì phải phải bận tâm, phải hấp dẫn cái trong đó. Cũng như một bao chứa mở hai đầu đựng đầy các loại hạt gạo, loại hạt như gạo đỏ, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo trắng. Một người có mắt, tức là một người họ rõ ràng thấy, rõ ràng biết phân biệt, đổ các hột ấy ra và quan sát: đây là gạo đỏ, đây là lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là gạo trắng.
À, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh khác nữa. Tức là bây giờ mình lấy một có một cái túi vải mà có hai đầu chứa đầy đủ mấy cái hạt ngũ cốc, đủ thứ hạt ở trong đó, là mình đổ ra, mình mới lựa ra từ từ, mình lựa ra từ đó, à, cái đây là lúa, cái đây là đậu xanh, đậu đỏ, đậu mè, gạo trắng, vân vân, người ta cái thân mình cũng như vậy. Đó là một cái ý mà mình nhiều người không có để, không có chú tâm ở chỗ này. Thì ra khi đó quán bất tịnh có nhiều người họ nói ghê ghê tởm, thật sự không phải. Thật sự mình phải nhìn nó một cách khách quan, không có ghê mà cũng không có tham. À, cũng giống như mình có một cái túi mình đựng nhiều loại hạt khác nhau, nhiều loại hột khác nhau. Mình đổ nó ra rồi mình lựa từng hột, mình xếp hạng nó từng, cho nó từng đống một đống là lớn. À, đậu xanh một đống là đậu đỏ, một đống là đậu mè, một đống là gạo trắng chẳng hạn như vậy. Mình phân tích để mình thấy rõ cái bản chất của cơ thể, chứ không phải là cái trong kinh này nó là chữ bất tịnh, nhưng mà cái ý là không phải như vậy, không phải để cho mình ghê tởm. Cái ý là mình phải bình tâm mình nhìn. À, cái cấu trúc là như vậy. Cũng giống như bây giờ, cái thời bây giờ, thay vì mà nói như vậy là mình nói một người thợ máy, mình đem cái xe tới cái người thợ máy thì không có phải, người thợ máy họ nhìn nó không phải là cái xe đẹp, xe màu này màu kia, nhưng mà họ nhìn thấy những cái bộ phận của cái xe như thế nào. À, cái buji nằm ở đâu, con ốc này như thế nào, cái răng thế nó kia, cái piston nó nằm ở đâu, cái thắng ở chỗ này chỗ kia. À, nhìn như vậy từng cái bộ phận của cái xe. À, là mình nhìn. À, nhìn một cách khách quan. Đó là cái phần về quán bộ phận, phần của cơ thể. Bây giờ về quán các tứ đại, các phần tử hay là tứ đại như thế nào? Lại nữa này các tỳ khưu quán sát thân này ở bất cứ vị trí nào hay oai nghi nào. À, tức là bây giờ đó mình ở ngồi cũng được, đi cũng được, đứng cũng được. À, ở bất cứ đâu. Chỉ gồm của các phần tử trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Chỉ có thế thôi. Đất, nước, lửa, gió. Mà ở đây cái chữ dùng ở đây là cái hiểu về vật lý của người Ấn Độ thời xưa. Đức Phật chỉ dựa vào đó mà giảng thôi, chứ không phải là ở đây có một cái gọi là mình hiểu đất là đất, không, không phải như vậy. Tức là thời xưa, thời Ấn Độ, người đó thời đó thì người ta nói rằng tất cả những cái phần tử vật chất này được cấu tạo bởi những cái thể rắn thì họ gọi là đất, những cái thể lỏng thì họ gọi là thủy, tức là nước, những cái này mà nó có cái năng lượng thì họ gọi là hỏa, là lửa. Rồi những cái dạng nào mà có thể đàn hồi được, có thể bình bành trướng hoặc là có thể bị đè nén lại thì gọi là phong, là gió. À, để ra đất là để chỉ chất rắn, thể rắn, thủy là chỉ thể lỏng, hỏa là chỉ những cái thể có năng lượng, và phong là gió thì là để chỉ những cái chất đàn hồi. À, mình thấy đó là cái nhìn, cái hiểu của người Ấn Độ thời thời xưa. Còn bây giờ thì theo cái hiểu vật lý của mình thì mình cũng có bốn, gọi là thể thể rắn này, thể lỏng này, thể khí và thể plasma. À, plasma cũng có bốn. Thì theo cái nhìn của, đó là cái nhìn, cái hiểu biết thông thường của về vật lý, thì chỉ có ba bốn cái thể đó thôi, chứ không có cái gì khác. À, rồi bây giờ mới đưa ra một, Đức Phật mới đưa ra một cái hình ảnh thí dụ, có một cái đặc điểm của kinh kinh của Phật giáo là chỗ đó, để mà giảng những cái ý tưởng mà khó khó hiểu, thì thường thường Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh, những cái ảnh dụ, thí dụ về hình ảnh để mà chúng ta, giúp chúng ta dễ hiểu hơn. Thì bây giờ trong cái phần quán về tứ đại thì Đức Phật đưa ra cái hình ảnh như thế nào? Như một người đồ tể, một người giết, mổ giết, giết thú, giết bò, giết heo, thiện xảo hay học trò của người ấy giết một con bò rồi cắt chia từng phần tại ngã tư đường. Cũng vậy này các tỳ khưu quán sát thân này ở bất cứ vị trí nào hay oai nghi nào, chỉ gồm các phần tử trong thân này có thể địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Và cái hình ảnh ở đây tức là cái người đó, một đồ tể giết con bò xong rồi thôi, thì anh ta không còn nghĩ tới con bò nữa. Anh ta chỉ nghĩ đây chỉ là đống thịt thôi, đống xương thịt, thì bây giờ phải làm sao chia cắt nó ra để mà bán hoặc giao cho người khác, ngồi đó chia cắt ra từ từ cắt từng miếng như vậy thôi. Chứ không có còn nghĩ tới con bò nữa. Bây giờ chỉ còn thịt và xương, bất cứ cái gì, không phải là một, nó một con thú gì nữa hết. Đây là thịt bò chứ không phải là con bò, đây là xương bò chứ không phải là con bò nữa. Bây giờ mình làm sao mình coi cái thân thể mình cũng vậy, nó chỉ có bốn phần tử đó thôi, đất, nước, lửa, gió thôi, chứ không có cái gì khác.
Và từ đó mình cũng nghĩ là người khác cũng vậy thôi, và mình và người khác cũng không có gì khác nhau, không có gì phân biệt nữa. Chỉ có bốn phần tử đó mà thôi đang hoạt động để cấu tạo cái thân này. Rồi từ đó mình có cái tâm xả ly, không dính mắc vào mình, không không dính vào người. Vậy ai cũng như ai, có cái gì đâu mà phải dính mắc, chỉ là đất nước lửa gió thôi chứ không có cái gì khác. Mình cố tình mình muốn cho nó khác, là mình lý luận này kia, mình suy luận biện minh, nhưng mà thật sự ra không có cái gì khác. Rồi bây giờ cái phần chót là quán quát về cái thử tử thi sình thối. Cái phần này thật sự ra mình phải so sánh, phải có cái nhìn, phải hiểu như này. Ngày xưa, ngay cả bây giờ thì ở bên Thái Lan, chúng tôi biết, không biết ở mấy nước khác sao, mà cũng không biết ở Việt Nam sao. Thái Lan thì ở mấy cái chùa, nhất là cái chùa ở vùng xa đó, thì để quả thiêu, để cho rẻ tiền, thì người ta đem tới chùa, đem cái xác tới chùa quấn xong xuôi, người ta chất củi lên đốt. Thì các sư ngồi đó nhìn. Hoặc là ở Trần Pram có kể mà có đưa hình cho chúng tôi xem, thì có một cái bệnh viện ở vùng Đông Bắc mà cũng có sự hợp tác, là họ mỗi lần mà các sư muốn, nhất là những sư trẻ thì có thể tới mà xem, giống như những người sinh viên y khoa ở những cái bệnh viện mà dạy dạy cho sinh viên y khoa đó, thì họ có mổ tử thi chẳng hạn, những người chết mà không có ai thừa nhận, hoặc là nghi là bị cái này cái kia mà bị giết, hay là bị ám, bị đầu độc vậy đó, thì họ phải giảo nghiệm tử thi. Thì ra có một cái phòng đó, thì để cái tử thi ở trên đó, rồi các sinh viên y khoa thì thường thường ngồi đó xem, hoặc là đứng chung quanh cái tử thi đó xem, thì bị bác sĩ mới mổ ra, mổ ốc, mổ đầu ra, rồi chỉ ốc như thế nào, rồi mổ cái lỗ mũi, rồi mổ con bụng, banh cái lồng ngực ra, là chỉ tim gan phèo phổi như thế nào. Thì chúng tôi cũng có một cái băng video, có thâu xuống được cái đĩa CD ở bên Mỹ, cũng dạy cho các sinh viên y khoa như vậy. Chúng tôi có đem về Việt Nam phổ biến hạn chế, bởi vì không có phổ biến rộng rãi, bởi vì nhiều khi những người mà không có gọi là yếu tim đó, có thể họ bị ám ảnh. Chỉ có những vị mà thật sự muốn muốn xem để mà quán tưởng về cái thân thể này thì chúng tôi mới phổ biến thôi, đổ banh ra coi. Hoặc là có những cái bên Mỹ mà họ có những cái trường dạy cho công an cảnh sát mà đi xem những cái xác mà bị người ta giết, hay là ta quăng trong rừng này nọ, chỗ quăng vắng khoảng mấy ngày sau nó sình thối dòi bỏ đã lên, họ có chụp hình, họ có đưa ra để cho học để cho biết. Thì mình thấy chính cái giai đoạn tất cả. Trong đó đầu tiên là Đức Phật nói về một cái thây, một cái tử thi nó quăng bỏ trong nghĩa địa như thế nào, không có ai nhận, chết mà chết 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 không chết quan, là mình cũng có thể bị như vậy thôi. Có thể mình đi chơi rồi mình lạc ở trong rừng rồi mình chết ở trong đó, bị con rắn cắn hay là cái gì đó, hết tuổi thọ mình chết mà không ai tới, không ai biết, coi như là quăng ở trong nghĩa địa. Đó là thứ nhất. Thứ hai là sau đó mình ở đó rồi thì có thể những cái loài chim hoặc là chó, chó rừng, thú rừng tới nó ăn, hoặc là dòi bỏ nó rỉa rút, nói chuyện nó cũng tự nhiên mình phải nghĩ như vậy. Cái thân mình cũng có thể là như vậy thôi. Hoặc là cái sau đó rồi hết, có thành cái bộ xương, mấy ngày sau nó còn dính thịt với máu với gân, rồi nó khô thịt, thịt mất đi nó còn máu và gân, hoặc là còn gân, rồi một thời gian 1 năm 2 năm 3 năm cái gân nó cũng rã rời, nó còn cái xương thôi. Rồi cái xương nó trắng ra, rồi từ từ nó rã từng khúc rồi qua khoảng 5 10 năm 20 năm vậy đó, nó cũng tiêu mòn, nó thành tro, thành xác, thành bột. Chính cái giai đoạn Đức Phật nói, mỗi giai đoạn như vậy mình dừng lại, mình phải nghĩ là mình quán như thế nào, thấy cái sự sinh diệt của nó, thấy được cái nó không có khác biệt gì khác giữa mình với người khác, cùng đồng nhất với nhau, để mình không còn bám víu vào trong đó. Thì đó là chính cái giai đoạn về về quán tử thi. Và đó là coi như là xong cái phần quán thân, có 14 cái đề mục như vậy để chúng tôi xin trình bày. Thì đầu tiên nói lại là quán hơi thở là một, rồi xong đó rồi mình mới mới quán các oai nghi đi đứng nằm ngồi là hai, rồi đó, mình quán những cái sinh hoạt, những cái động tác thường ngày, ăn uống đi tiểu tiện như thế nào, thay quần thay áo, thì những cái hành động, những động tác như thế nào là ba.
rồi mình quán cái những cái bộ phận cơ thể, tim gan phèo phổi tóc lông móng răng da mình được cấu tạo đó như thế nào, thì là bốn. Rồi mình quán cái thân mình, thật sự ra nó chỉ là những cái chất, những chất chất khí, chất rộng, chất rắn, chất hơi, rồi chất chất lỏng như vậy thôi, rồi nó đàn hồi. À, đó là đất nước lửa gió thôi, chứ không có cái gì khác, chỉ tứ đại bốn phần tử chính đó thôi. Và cuối cùng là nếu mà cái thân mình chết đi, cái thân này mà chết rồi mà không ai một cách ở một không ai thừa nhận, không ai nhận, bị lạc lối trong rừng quang này nọ thì sao? Nó qua chín cái giai đoạn sình thối, rồi cuối cùng chỉ còn cái bột xương, không có gì. Để mình thấy, em thấy mình không có vướng mắc, không quá bận tâm về cái thân thể này. Cái thân thể mình này là như mình cũng phải giữ cho nó khỏe mạnh để mà tiếp tục tu hành, nhưng mà không bị ám ảnh ha. Ông chạy theo những cái ăn uống này kia, phải ăn mặc như thế nào, rồi cũng một đồng thời đó mình cũng nghĩ cái thân này cũng giống như cái thân người khác, người thân người khác cũng giống như cái thân này, không có cái gì hấp dẫn nữa. Những cái hấp dẫn là do những cái tuyên truyền, do cái tưởng của mình tưởng tượng ra, mình chạy theo cái tưởng đó, rồi mình cho người này đẹp, người kia đẹp trai đẹp gái, rồi già trẻ lớn bé gì đó mình phân biệt như này, rồi mình chạy theo cái đó. À, cái đó là một cái tưởng. Rồi mình dừng lại, mình thấy rõ cái bản chất của cái thân nó là như vậy, ai cũng như ai thôi, không có cái gì hết. À, thì đó đó là chúng tôi xin bàn về cái đề mục về quán thân. Trong những tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ về quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì hôm nay chúng tôi xin dừng lại ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì còn khoảng 10, hơn 10 phút nữa. Thì chúng tôi xin dành lại ít phút để mà xin hồi hướng phước báo công đức này đến một vị bạn đạo vừa mới qua đời tuần trước. Đó là chị Judy Ashford. Chị là một người đạo hữu người Úc. Nó qua đời tuần trước, cũng lớn tuổi, hơn 70 tuổi rồi. Chị ra đi rất là nhẹ nhàng. Chị cũng là yếu, suy yếu từ từ, rồi không có cử động hay là di chuyển được khó khăn trong mấy tháng qua. Nhưng mà cũng nhờ bạn bè với lại con tới chăm sóc thì cũng vui vẻ. Và chị ra đi rất tốt. Nghe kể lại thì chỉ nằm xuống ngủ thì đêm đêm này ban đêm nằm xuống ngủ thì bữa sau mở mắt thì không có mở mắt nữa là đi thôi. Ra mình thấy chết rất là nhẹ nhàng. Và chị là một trong những người mà chúng tôi quen từ khi chúng tôi tới Hội Phật giáo Tây Úc, tức là cũng gần 40 năm. Lúc nào cũng cần gọi là chị tới. Có một dạo chị ở trong ban trị sự và làm cái chức họ bị phó hội trưởng. Và cũng ở trong cái nhóm để mà hướng dẫn các thiền sinh mới mở mà những cái khóa thiền cho người mới bắt đầu. Khóa thiền có 4 bài tập mà chúng tôi bây giờ là một thành viên trong cái nhóm đó, để hướng dẫn những người nào mà họ muốn tới chùa để mà tìm hiểu hành thiền. Là chị vui lắm, mỗi lần mà nói rất là thích trồng cây, rảnh là tới chùa phụ, khi mà chị còn khỏe phụ tỉa cây tỉa cành rồi quét dọn sân vườn, làm hết, chuyện gì cũng làm hết, thấy cần là làm thôi chứ không có phân biệt, không có hỏi han, thấy cần là làm. Rồi khi làm như vậy là những người nào mà họ có thắc mắc hay cái gì, những người mới tới hỏi là chị sẵn sàng giải thích bằng những cái ngôn ngữ bình dân hàng ngày, nó dễ, không có dùng nhiều nhiều cái từ ngữ Pali hay là gì hết, bằng tiếng Anh mà những cái chữ dễ hiểu, người ta rất thích, lúc nào cũng cười. Và một cái điều mà chúng tôi ấn tượng nữa là có 2 điều chứ, thì trong những cái tuần cuối cùng thì chỉ muốn đi thăm chùa, muốn lên thăm chư tăng và chư ni, nhưng mà có lẽ chuyện này chuyện kia là không có thu xếp được, cho tới khoảng 1 tuần trước khi mà chị qua đời thì thu xếp được đưa chị lên thăm quý ni sư ở trên ni viện. Mấy quý ni sư rất là mừng, bởi vì khi mà chị đã có trong tham gia và ngay từ khi mà
chúng tôi tìm đất để mà cất ni viện, rồi sau khi mà mua đất được rồi làm này làm kia chị đều có tham dự hết. À, nữ rất các ni sư rất là mừng khi thấy chị, và cũng đó lý do mà trong cái buổi tưởng niệm ngày hôm qua, mình thì gọi là cầu siêu đó, thật sự là gọi là tưởng niệm thì đúng hơn, memorial service, thì có bốn vị ni ở trên ni viện xuống tham dự, có ngài Ajahn Brahm và một vị tăng khác nữa. Mà một điều mà chúng tôi rất ấn tượng nữa, chỉ có hai người con gái, hai người gái cũng lớn rồi, chắc hai cô đó cũng có 40 50 tuổi rồi, chỉ dặn là không có muốn làm một cái đám tang mà ồn ào mà tốn kém, muốn làm càng đơn giản càng tốt. Thành thử ra mấy người con họ tổ chức rất là đơn giản mà chúng tôi rất là ấn tượng. Thứ nhất là theo cái thủ tục quy trình ở bên này, sau khi mà chết tại nhà thì phải báo báo cảnh sát, rồi cái công an cảnh sát họ tới rồi họ mới nhìn, họ thấy không có cái gì mà nghi ngờ hết, tức là chết tự nhiên thì họ mới gọi nhà thương tới đem xác đi, rồi xe bệnh viện tới đem xác đến bệnh viện trung ương. Rồi sau khi mà cái xác tới bệnh viện trung ương thì bác sĩ cũng phải nhìn một lần chót, nên mới ký giấy khai tử, nếu mà thấy là không có cái gì mà chết tự nhiên mà không có gì nghi ngờ hết. Thì ký giấy khai tử xong á, thì mới báo cho thân nhân, thân nhân từ đó thì bắt đầu liên hệ với những cái dịch vụ, những cái nhà tống táng để mà lo cái thủ tục tống táng. Mà thủ tục tống táng này ra có thể bắt đầu từ cái chi phí tốn kém này, thấp nhất cho tới cao nhất. Chúng tôi còn nhớ có một gia đình Việt Nam mà làm cái lễ là một cái đám tang như vậy mấy chục ngàn đô la, chuyện thường. Nhưng mà trong trường hợp này là rất là đơn giản, tức là mấy người con nghe theo lời chị chọn cái giải pháp là rẻ tiền nhất, đơn giản nhất mà nhanh gọn nhất. Tức là họ không có muốn, không có cần phải tới nhìn mặt người người chết, không cần phải thấy liệm, họ để cho nhà tống táng lo hết. Nhà nhà tống táng, nhà đoàn, nhà tống táng họ liên hệ với lại nghĩa địa nói lò thiêu, rồi xong xuôi rồi họ tự động họ đặt cái tử thi, cái xác vào trong một cái hòm, rồi đem cái hộp nó đi thẳng tới lò hỏa thiêu là thiêu luôn. Khi nào xong xuôi hết rồi thì họ báo, thì thân nhân tới lấy cái hộp cốt đem về thôi, chứ không cần phải tới làm lễ gì tại cái nghi lễ gì hết, không cần phải, coi như là xong. Và cái quan tài đó thì làm bằng giấy cạc tông, giấy cứng chứ không giấy bìa, chứ không phải, bởi vì đang đi hỏa thiêu mà. Không cần phải làm một bằng một cái loại cây gỗ, hồng gỗ mà mắc tiền, rất là đơn giản. Ra theo theo cái chúng tôi dò hỏi thì tổng cộng lại nếu mà tính ra thì khoảng không tới 2.000 đô la Úc là rẻ nhất, đây là rẻ nhất, tức là nếu tính tiền Mỹ thì khoảng 1.500, 1.500 đô la Mỹ, coi như là cái lựa chọn rẻ tiền nhất. Và cũng để tưởng nhớ tới cái công đức của chị thì ngài Brahm với lại ban trị sự mới làm một cái lễ memorial service tại tại chùa Thammaloka, có mấy ni sư tham dự nữa. Thì lúc đó mình tới thì có cái hình của chị thôi, có mấy người có họ đưa cho cái hình, nó gắn cái khung để trên cái bàn thờ nhỏ thôi, có cặm bông, rồi có chư tăng ngồi đó, rồi mà các bạn hữu là tới, có hai người con gái cũng tới ngồi đó. Rồi chúng tôi ngài Abraham mới hướng dẫn, sau khi mà tụng Tán Dương Tam Bảo xong rồi thì cùng tất cả mọi người tham dự đều cùng tụng cái bài kinh Từ Bi bằng tiếng Anh. Bài kinh Từ Bi Metta Sutta bằng tiếng Anh thì rất là phổ thông, người Úc họ thích lắm. Nhiều người Úc họ tới chùa nhiều khi họ tụng tiếng Bali không được, cũng giống như người Việt của mình bỡ ngỡ không có tụng tiếng Bali được, nhưng mà họ tụng bằng cái bài kinh Từ Bi bằng tiếng tiếng Anh thì họ tụng thuộc này, thuộc Lào. Cũng như người Việt mình mà mình tụng cái kinh tiếng Việt thì mình thuộc dễ hơn là cùng tụng tiếng Pali. Thì đối với những người Úc ở đây là họ rất là thích cái bài kinh Từ Bi bằng tiếng Anh, thì tụng cùng nhau tụng cái bài kinh Từ Bi bằng tiếng Anh mà hướng tâm từ đến chị để chúc chị nhiều cái điều lành, để chị sớm thác sinh nơi nhàn cảnh, tức là thác sinh trở về cõi người hay là cõi trời để tiếp tục cái con đường tu tập. Rồi sau đó thì mời mọi người, những người nào đã có quen biết với chị để mà chia sẻ những kỷ niệm ngày xưa đối với chị như thế nào. Mọi người cứ cầm microphone rồi nói khoảng vài ba phút thôi,
chia sẻ những cảm nghĩ của mình, những cái sự ưu ái của mình dành cho chị đó, nghe rất là nhẹ nhàng. Cả một cái buổi như vậy chỉ khoảng 30 phút đồng hồ là xong thôi, rồi mọi người vui vẻ đi về chia buồn, cũng không có chia buồn, mấy người con cũng cũng thấy hơi cái mặt buồn chút thôi, rất là nhẹ nhàng, không có sầu khổ khóc than gì hết, mà đơn giản nhanh gọn. Rồi ra chúng tôi về rồi mới nói là mấy với lại có đứa con gái đó nữa, có lẽ là khi mình chết cũng nên làm như vậy, nhanh gọn và rẻ tiền, bởi vì chết là coi như là đi tái sinh rồi. Nếu thật sự là mình là người Phật tử tốt, mình không cần cái gì, không cần phải làm cái gì mà nó rườm rà. Thật sự ra mình làm rườm rà như vậy, rồi mời hết cái nhóm này nhóm kia tới tụng này tụng kia, rồi làm cái một cái quan tài thật là đồ sộ, rồi đi ra ngoài đường rồi rải tiền vàng bạc, rồi có kèn trống này kia, thật sự đó không phải cho người chết. Nếu mình nhìn cho kỹ đó là cái đó để mà mình khoe khoang với những người sống, tức là khoe khoang với hàng xóm là mình là người con có hiếu, hay là mình là người có tiền của, là gia đình mình là người có địa vị cao sang này kia, tức là để khoe khoang thôi, chứ không có ích lợi gì cho người chết hết. Mình nhìn lại bây giờ khi chết rồi là nếu mà thật sự là mình có phước ra là mình tái sinh ngay lập tức, chứ không có ở đó đâu, mà cũng không có hưởng được gì mấy cái đó. Nếu mà thật sự mình còn nghĩ tới người qua đời thì có lẽ là mình dành những cái chi phí đó mình đi làm phước, mình đóng góp vào những cái quỹ từ thiện xã hội, hoặc là mình thấy những cái chùa nghèo vùng xa vùng xôi nào đó có nhu cầu thì mình đóng góp cúng dường, rồi mình tạo được cái phước báo đó, mình hồi hướng cái phước báo tới người chết, thì cái đó thì chúng tôi nghĩ là nó có ích lợi, có thể người chết sẽ nhận được. Chứ còn những cái mà giấy tiền vàng bạc hay là kèn trống này kia, hoặc cái hòm mắc tiền, cái đoàn xe hoa rồi hoa tới rồi đem hoa này hoa kia tới để mà chia buồn để làm gì, đó là chỉ để chụp hình khoe khoang này thôi, cuối cùng những cái hoa cũng đem vục thùng rác hết. Mình nghĩ lại, đôi khi mình nghĩ lại mình thấy những cái thủ tục hay hoặc là những cái chi phí, những cái trưng bày này kia không phải cho người chết mà để giúp để làm cho người sống được hãnh diện, được khoe khoang. Rồi chi phí đó rất là hao phí. Thì đó là chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài cái cảm nghĩ như vậy. Bây giờ cũng có một vài cái trường hợp bên này có thể làm được đó Quỳnh Dũng. Đây là một cái trường hợp. Cái trường hợp thứ hai sẵn đây cũng còn mấy phút để chia sẻ luôn. Thì có anh chị đó, bây giờ chị vẫn còn bà vợ thì bây giờ coi như làm trưởng ban tổ chức những khóa thiền. Ông chồng thì bị chết sớm cũng là mà khi ông còn khỏe, tức là cũng còn hoạt động được mặc dù yếu, mà ông là ông thợ là làm được đủ thứ, ông tự ông đóng cho ông cho cái hòm, ông là người Úc, ông đóng cho ông cái hòm hòm bằng gỗ, đóng cho ông cái hòm, rồi ông dặn là khi mà ông chết phải dùng cái hòm đó chứ đừng có mua. Thành thử là chỉ trả cái dịch vụ tống táng là khi mà cái chết cái xác là họ phải liệm, họ phải rửa sạch sẽ, mặc quần áo rồi phải cho nó vệ sinh, hợp vệ sinh thì nhà làm, hay là mình trả cái công đó thôi. Sau đó là họ bỏ cái xác đó vào trong cái hòm mà do cái ông đóng trước. Rồi ông là người thợ thì ông có cái xe tải, thì người bạn của ông lái cái xe tải đó, để cái hòm ở trên cái xe tải đó mới lái tới chùa, đi ngang chùa đó rồi đem cái hòm đó vào trong cái quan tài vào trong chùa để các sư tụng, các sư tụng để mà mới chia buồn khoảng chừng 30 phút thôi. Rồi sau đó là người bạn lái cái xe tải đó thẳng tới lò thiêu luôn, rồi đem xuống đưa vào lò thiêu. Mình thấy đó cũng là một cái lối thực hiện như vậy rất hay, không có tốn kém nhiều mà có ý nghĩa, đơn giản. Đó thì chúng tôi chỉ xin chia sẻ như vậy thôi. Bây giờ thì nhìn đồng hồ thì cũng đã hết giờ, thì chúng tôi xin dừng ở đây. Và trước khi như thường lệ, trước khi dừng thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Kính thỉnh tất cả cùng chúng tôi hồi hướng công đức. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long Vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến chư Đức Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn tất cả các anh chị trong ban điều hành đã giúp chúng tôi được trình bày suôn sẻ trong suốt 90 phút vừa qua. Trong thời gian trình bày chia sẻ, nếu có điều chi sơ sót, mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Chúng tôi xin chúc tất cả mọi điều tốt lành trong đạo Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kusalena yantam santam padam abhisame Sukhino